Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết gần 900 nhân viên y tế tại Hà Nội xin nghỉ việc chuyển công tác trong vòng 18 tháng qua. Trong đó năm 2021, toàn ngành y tế có 532 người xin nghỉ việc, 82 người xin chuyển công tác. 4 tháng đầu năm nay thì con số tương tự là 226 và 17. Điều này cũng đã khiến cho ngành y tế thủ đô thiếu hụt về nhân lực, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Giải thích về tình trạng nói trên, đại diện thành phố cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành y tế dồn mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19. Nhân viên y tế phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ngoài làm thêm giờ thì không kể ngày đêm. Tuy nhiên, chế độ đãi ngộ và mức thu nhập còn hạn chế so với các doanh nghiệp, các đơn vị y tế ngoài công lập hoặc là các cơ sở y tế thuộc các bộ ngành, nên nhiều nhân viên y tế xin nghỉ hoặc là chuyển công tác về nơi có thu nhập cao hơn. Thưa quý vị, nhiều bệnh viện đang phải đối diện với thực trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bộ Y tế cho biết điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bộ đang chỉ đạo các cơ sở y tế báo cáo cụ thể thực trạng và nguyên nhân, từ đó tổng hợp báo cáo Thủ tướng để có các giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan để xây dựng hành lang pháp lý phục vụ cho đấu thầu và hình thức đầu tư xã hội hóa trong y tế. Cụ thể, trong đấu thầu, ngành y tế đề nghị các đơn vị lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dùng trong khám bệnh và chữa bệnh. Việc này phải đảm bảo tính chủ động, công khai, minh bạch và có tính kế thừa và dự phòng hợp lý để tránh tình trạng bị động giữa các kỳ gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines cũng đang phải đối mặt với khó khăn về dòng tiền khi mà nợ quá hạn lớn, đe dọa mất khả năng thanh toán và phải chấm dứt hoạt động. Hiện Vietnam Airlines cũng đang tìm kiếm đối tác để sang nhượng một phần cổ phần tại Pacific Airlines. Sau khi tiếp nhận 30% cổ phần do Qantas đã tặng lại, Vietnam Airlines cũng hiện nắm giữ 98% cổ phần tại Pacific Airlines. Thế nhưng hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam lại đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong báo cáo tài chính vào năm 2021 vừa công bố, Vietnam Airlines đánh giá, giai đoạn này thì Pacific Airlines cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động khai thác tối thiểu, tinh giản bộ máy và tận dụng nguồn lực chung với Vietnam Airlines Group để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng phối hợp sản phẩm với Vietnam Airlines. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì nhiều chuyến bay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo chậm hủy chuyến, khiến cho hàng ngàn lượt khách phải chờ đợi trong nhiều giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân được cho là do trong những ngày vừa qua liên tục có mưa dông tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì nhu cầu khách quốc nội tiếp tục tăng cao bởi đang trong dịp cao điểm hè. Để hỗ trợ hành khách và các hãng hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phải yêu cầu lực lượng an ninh hàng không phối hợp với các bộ phận khai thác ga mở khu vực bus gate để giải tỏa và yêu cầu hãng hàng không như Vietjet và đơn vị mặt đất phải tăng cường nhân sự để hỗ trợ hành khách. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tùy điều kiện thực tế vận động người dân và công chức viên chức đi làm bằng xe buýt thông qua ứng dụng GoBus. Chương trình này nhằm thực hiện đề án và tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, giảm và hạn chế sử dụng xe cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15% nhu cầu đi lại đến năm 2025 và 25% vào năm 2030. Ứng dụng GoBus có thể giúp cho người dân tham gia phương tiện biết được giờ xe tới, bản đồ, địa điểm quan tâm, danh sách các tuyến xe buýt và qua khu vực đang ở và phản ánh những điều hài lòng và không hài lòng về xe buýt. Các nhà lãnh đạo nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào ngày 27 tháng 6 cam kết tăng hỗ trợ ngân sách gần 50% cho Ukraine nhằm giúp cho Kiev trang trải các dịch vụ cơ bản, trong đó trả lương hưu và lương cho nhân viên công quyền. Theo đó, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine với số tiền lên tới 29,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 28 tỷ euro cho năm nay. Vào hồi cuối tháng 5 năm 2022, các bộ trưởng tài chính G7 cũng đã cam kết hỗ trợ 19,8 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách Ukraine trong năm nay, bao gồm các khoản tiền đã giải ngân cho Ukraine từ đầu năm. Và kể từ đầu năm tới nay thì 7 nước công nghiệp phát triển cũng đã cam kết viện trợ nhân đạo tương đương với hơn 2,6 tỷ euro cho Ukraine. Các nước G7 cũng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo đáng kể cho Ukraine trong tương lai, đồng thời cam kết hỗ trợ Ukraine chừng nào mà Kiev còn cần sự hỗ trợ. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đó là Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự có kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên tới hơn 300.000 binh sĩ. Kế hoạch này dự kiến cũng sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid của Tây Ban Nha vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 6. Các nước thành viên NATO cũng đã cam kết dành 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024. Thế nhưng chỉ 9 trong số 30 thành viên đạt được mục tiêu này vào năm 2022, bao gồm Hy Lạp, Mỹ, Ba Lan, Litva, Estonia, Vương quốc Anh, Latvia, Croatia và Slovakia.
Theo dữ liệu được NATO công bố vào ngày hôm 27 tháng 6, chi tiêu cho quốc phòng của Pháp hiện ở mức 1,90%, Italy là 1,54%, Đức là 1,44% và Tây Ban Nha là 1,01%, còn Luxembourg đó là 0,58%. Nhà chức trách Jordan cho hay một vụ nổ khí ga độc hại tại cảng Aqaba cũng đã khiến cho 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Kênh truyền hình nhà nước Jordan cũng phát đi hình ảnh một bồn chứa ga lớn rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba, làm bùng lên đám khí màu vàng. Sức mạnh của vụ nổ khiến cho một xe tải văng đi và các nhân viên làm việc gần đó phải bỏ chạy. Các khu vực lân cận cũng đã được sơ tán và người dân được khuyến cáo là không ra khỏi nhà. Sau khi vụ việc xảy ra thì bãi biển phía nam Aqaba cũng đã được sơ tán. Những người bị thương đã được chuyển tới hai bệnh viện công, một viện tư và một bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên các bệnh viện này đều đã chật kín và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nữa. Những người bị thương đều trong tình trạng từ trung bình tới nguy kịch. Các nhà chức trách của Jordan kêu gọi người dân Aqaba ở trong nhà, đóng kín cửa sổ để phòng ngừa, đồng thời cảnh báo người dân không nên tới địa điểm xảy ra tai nạn. Chính phủ cũng đã lập một nhóm xử lý do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu nhằm điều tra về vụ việc và đưa ra các biện pháp ứng phó cần thiết. Aqaba là cảng biển duy nhất của Jordan, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia này. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương sau khi một tàu hỏa chở hành khách gặp tai nạn và chật ray tại bang Missouri của Mỹ vào ngày 27 tháng 6. Một trường học cũng đã được chuyển thành trung tâm điều trị tạm cho những nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tai nạn tàu hỏa. Đây là vụ tàu đâm thứ 2 trong vòng 24 giờ. Trước đó vào ngày 26 tháng 6, tàu Amtrak chở 85 hành khách ở vùng nông thôn California cũng đã va phải một chiếc xe chở khách. 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn này. Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đó là Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự có kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên tới hơn 300.000 binh sĩ. Kế hoạch này dự kiến sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid của Tây Ban Nha vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 6. Các nước thành viên NATO cũng đã cam kết dành 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024, nhưng chỉ 9 trong số 30 thành viên đạt được mục tiêu này vào năm 2022, bao gồm Hy Lạp, Mỹ, Ba Lan, Litva, Estonia, Vương quốc Anh, Latvia, Croatia và Slovakia. Theo dữ liệu được NATO công bố vào hôm 27 tháng 6, chi tiêu cho quốc phòng ở Pháp hiện ở mức là 1,90%, Italy là 1,54%, Đức là 1,44% và Tây Ban Nha là 1,01%, còn Luxembourg là 0,58%. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào ngày 27 tháng 6 cam kết tăng hỗ trợ ngân sách gần 50% cho Ukraine nhằm giúp cho Kiev trang trải cho các dịch vụ cơ bản, trong đó có trả lương hưu và lương cho nhân viên công quyền. Theo đó, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine với số tiền lên tới 29,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 28 tỷ euro cho năm nay. Và hồi cuối tháng 5 năm 2022, các bộ trưởng tài chính G7 cũng đã cam kết hỗ trợ 19,8 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách Ukraine trong năm nay, bao gồm các khoản tiền đã giải ngân cho Ukraine từ đầu năm. Kể từ đầu năm tới nay, 7 nước công nghiệp phát triển cũng đã cam kết viện trợ nhân đạo tương đương với hơn 2,6 tỷ euro cho Ukraine. Các nước G7 cũng đã cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo đáng kể cho Ukraine trong tương lai, đồng thời cũng cam kết hỗ trợ Ukraine chừng nào Kiev còn cần sự hỗ trợ.